Khuyến cáo phòng chống sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể gây thành dịch do virus dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi giằn đốt, người bệnh nhiễm virus sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Đến nay, bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Dự báo thời gian tới sẽ bước vào những tháng cao điểm của mùa dịch do thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho đàn muỗi truyền bệnh phát triển. Bộ Y tế khuyến cáo người dân mỗi tuần dành 10 phút để diệt lăng quăng, bọ gậy và thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Kiểm tra, phát hiện và diệt lăng quăng, bọ gậy trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt. Thường xuyên thao rửa, đậy nắp kính, bể và các vật dụng chứa nước. Thả cá để diệt lăng quăng, bọ gậy. Thường xuyên thay nước ở các lọ hoa. Thả muối và hóa chất diệt lăng quăng, bọ gậy vào bát nước kê chân chạn, bể cảnh, hòn non bộ, khai nước thải tủ lạnh. Loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên. Lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng, không để cho muỗi đẻ trứng. Để diệt muỗi và phòng muỗi đốt, ngủ màn phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Mặc quần áo dài tay, dùng bình xịt muỗi, hương muỗi, kem xua muỗi, giật điện muỗi. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà.